Jungle. Là lưu luyến, bạn còn tư lự tình tan gì đó, nghĩa là không có còn thời gian để mình chọn lựa. Bây giờ thưa quý vị, hôm nay mà với cái mùng 4, mùng 5 Tết của cái năm dần này á, quý vị thấy ở trên mạng của xã hội giờ thấy cái cuộc đời nó diễn biến như thế nào. Mà tại sao mùng 4 mỗi lần không có, mà sao mùng 4 năm nay ta mới vô cửa cúng lẫn cho dân, bây giờ đặt ở trên núi mình cho người ta đi, là cái nguyên nhân gì vậy? Thì mình đây cũng vậy, mình cũng biết cái cuộc đời nó sẽ đến sát một bên lưng của mình. Mình nếu mà không tu á, thì không còn vậy nữa. Thì thưa với quý vị, mình đi đây là cũng để hiểu biết được cái đạo đức, để về mình cố gắng tu hành cho kịp cái thời kỳ Long Hoa Đại Hậu mà Phật trời đã ban bố và nói cho mình biết, để rồi mình về chuyến này mình phải tu cho nhanh chóng, tu cho gấp rút, ngộ được cái tánh Phật, để rồi cùng với Đức Phật sống một cái đời thượng nguyên thánh đức sắp tới. Đức Phật Di Lạc sắp ra đời thiết kinh, nghĩa là thiết kinh đại thừa, thì cái bậc đại thừa thì đắc đại thừa, còn cái bậc trung thừa thì đắc trung thừa, còn tiểu thừa thì đắc tiểu thừa, và mình cuối cùng để mình được sống cái đời thượng nguyên thánh đức thọ vua đó, sống một cái đời an lạc vui tươi, và Đức Thầy sẽ ban tặng cho mình một cái cuộc thế giới diễn biến qua rồi, giờ nó đến một cái thời an bình, thì tất cả chúng sanh còn sống lại, còn là người hiền ở lại sẽ hưởng được một cái cuộc đời là hạnh phúc tươi vui của cái mà Phật trời đã ban tặng, cũng như Đức Thầy nói nha. Phương Nam vạn ngọc tối lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trực, quân quân thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đốc chào người chân tu. Thì hôm nay tất cả quý vị mà đi tham quan chiến cảnh, đi chiến núi vào cái ngày Tết của cái năm dần là năm cọp, mà ở trong giáo lý đã nói trước hết cho chúng ta biết những cái cảnh khổ sắp diễn đến, là trình đức đích con trâu phá cổng, đến chừng đó thay phơi trồng đóng đó, thì thấy những cái cảnh tượng nó sẽ xảy đến. Thì quý vị giờ chuyến này để lo quyết tiến tu tập cho nó đạt được kết quả, chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa là mãn còn tư lự tình tan, nghe là muốn tu mà còn đợi chiều mai, còn bây giờ không có đợi nữa được, bị thời gian nó tới sát bên lưng rồi, không có đợi trời nữa được chứ. Thì thưa với quý vị, chúm chút lại đây đi cho đệ dưỡng đọc vài cái đoạn sấm thi cho quý vị nghe của Đức Thầy, rồi tôi sẽ lên kể một vài cái mẫu chuyện kỷ niệm, để cho rồi mình sẽ là sẽ chặn kia tay rồi về nhà mình nhớ cái này, để cho mình tu tiến tu tới tu luôn cho cái này kỳ hôm qua đây. Rồi xin kính mời quý vị đi để giới thiệu đệ dưỡng đọc một bài giảng nha. Thì cho chồng có tay đây rồi cho Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chứ cũng thưa kính thể toàn thể mà cô bác cùng quý vị, thì hôm nay cũng đầy đủ nhân viên cái đoàn của thứ tư đến hàng điện kính, thì thôi em giác cũng xin cùng ngâm lại một đoạn sấm thi của thầy, đoạn cuối trong quyển tư mà quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phòng mình đó rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lục tận ai là người trí mau thức thời, tìm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bao, phải hợp tác gieo trồng giống coi, rồi phải thân mình tự trị, chẳng đó sông Phật có giấc chiều, hạ thuyền từ bên giấc nâng niu, kẻ thiệt đào mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn
đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới thì muôn đời cũng chống đó thôi. Chờ phụ dân phụ huynh nay mai luôn với chuyện dời qua đổi lại. Con ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi lao bành đời hạ quan hay chết tuổi xanh như thọ trước nhang hồi còn che miễn cho được ngày thấy cơm tè bụi bằng an đành có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức tri ân xem chung cuộc phong thần tại thế sở nhân kẻ tội tệ thường những người chung nghiệp gian toàn ra kể này thay chữ bao an cho rằng thấy được tâm thân ngọc cao nguyên ân trong nam y đình đi muốn tìm kiếm đáy gặp giống tốt hài mau cài cây. Ai có nói ta là người quay ta cũng cam một chiều tiếng lời tỏ câu cầu chúc cho đời mong ba tâm vàng dân dài. Bye.
lòng con tim nghiệp quấy ta. Đời xưa tới bây giờ đó thì chúng ta luân lưu trong cái quả địa cầu này đó, mà Đức Phật đã nói đó, Đức Phật đã nói phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, nghĩa là cha mẹ chúng ta thật là nhiều cha mẹ, nhưng mà có cha mẹ này là quan trọng nhất nha. Trong cái bài nguyện của Đức Thầy, nguyện thứ nhất: Nam mô nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Thì chúng ta cúng hoài, nhưng mà chúng ta nhiều khi chưa có hiểu rõ. Tôi xin nhắc lại một chút để chúng ta biết là cái bài Ngũ Quyền Thất Tổ là Đức Thầy chúng ta là Phật Cổ Phật chuyển lại để dâng lệnh Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và vua Minh Vương và Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để nói lên cái chánh pháp, để nhắc nhở cho chúng ta nhớ đừng mà trở về. Vì chúng ta đi quá thế lâu rồi, quá thế xa nhà lâu rồi, bây giờ nhớ nhà để trở về, chứ chúng ta đừng có nhớ cái nhà của chúng ta bây giờ á. Nhà chúng ta bây giờ không có ai coi, không bỏ đồ ngoài bị ta lấy gì vậy đó. Mình đừng có nhớ cái nhà của mình nữa, cái nhà mình trước sau được cũng bỏ, nhưng mà nhớ cái nhà cha xưa, cửa đóng then gài đó, cái nhà cha xưa đó là Đức Thầy chúng ta nhắc nhở cho chúng ta biết cái nhà đó cũng gốc người Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về chốn cũ cho mau gần Phật tiên. Như vậy là chúng ta là tiên không quý ơi, tiên với Phật không à. Thưa với quý vị nói như thế này nghe, Đức Phật Thích Ca khi thành đạo đó, Ngài mới chính xác nói rằng ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành à. Thì ai ai cũng có cái bát Phật, cũng có thể thành Phật hết à, chứ không có phải là đơn giản. Mình đừng có coi thường mình, nói mình tu không được, người ta có duyên người ta tu được, còn mình không được. Mình đừng có nói chuyện ai ai cũng có tánh Phật hết, ai cũng có ông Chúa Tâm Dương, ai cũng có cái chủng nhân ông ở trong mình đó là ông Thầy Vô Thượng. Không cần hỏi ai hết, mình cũng biết Đức Thầy hôm nay đã khai mở cho mình thấy rõ ràng hết. Thì bây giờ cái nhà cha xưa cửa đóng then dài mà cũng gốc người Thượng Đế xuống trần đó em, thì chúng ta đó 96 ở Kinh Căn nhân lệnh Đức Mục Đế xuống trần khỏi trần gian này nè, mang theo cái bản gọi là Bát Vạn Đủ Nang đó. Thì xuống cái này mà chúng ta rồi không nhớ cái bản này, thì xuống cái này mê ở dưới trần dưới này á, người lo gả lập vợ gả chồng, người lo làm cây là gia đình hạnh phúc rồi đó, là dân lại hơn vua tranh đấu giết, thì chúng ta quên cái lối về đó. Chúng ta mà ở đây tới bây giờ đúng không vậy, thì hôm nay mà được Đức Thầy là nhắc nhở kêu gọi chúng ta rồi, chúng ta phải nhớ cái nhà đó để chúng ta trở về. Nếu mà bây giờ không có trở về đó, chút nữa không có nhà ở luôn. Bởi vì là cái bầu trời này nó sẽ nghiêng ngửa sập đổ, chứ không phải còn y đinh giống gì để cho chúng ta ở cái nhà mà chúng ta đang xây cất bao nhiêu tấm gì đâu đó. Nghĩa là chút nữa rồi chúng ta sẽ bỏ hết cái nhà nào mà ở hết trơn, nghĩa là
nước đâu ngập lúc gò cao, nước đâu chạy, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp nhà. Cứ lửa nó bay trên cao đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Nếu không nhờ trời Phật độ ít nhiều thì vào nghề thì cũng tiêu theo mây khói, không có còn cái gì trên đất nào. Đức Phật nói phàm thử tướng dây thị hư vọng, nghĩa là có hành tướng đều bị giải diệt hết. Còn đức thầy chúng ta nói miễn tâm được hư vô tồn tại, cái chỗ này hơi cao siêu, nhưng mà ai ai cũng có cũng biết được hết, nhưng mà tại vì chưa có người khai ngộ. Thì bây giờ trên mạng xã hội nó có rất nhiều đủ cái cảnh vật hết, chúng ta nên chọn lựa. Mấy ông lão tiền bối có đầu tóc mặc áo bà ba được đó, không thạo giáo lý của đức thầy, của ông ba thớ, của đức phật thầy Tây An đã diễn tả cho chúng ta biết năm dần năm mẹo năm sâu cái câu rồi này kia nè. Quý vị nghe đây rồi quý vị sẽ thấy trên cái thời cuộc nó ở trên mạng xã hội đã nó bày rõ đủ điều hết đó, chúng ta thấy không? Bây giờ nước Tàu nó sắp sửa sạn đói khổ chúng sanh của nó, đã khổ một ly kỳ luôn chứ không phải là đơn giản, nghĩa là trẻ nhỏ rã rời xa bố mẹ là mãi còn tranh đoạt mảnh màu câu, nó lo nó danh nó lại không, nhưng mà bây giờ nó sẽ sắp đói, nó sẽ chết qua cái đại chiến thứ ba này, nó không còn tồn tại nữa đó. Thì hôm nay đất nước Việt Nam của chúng ta nhờ có Phật ra đời đó, Phật ra đời chỉ cho chúng ta hai cái pháp môn tu, đức Phật A Di Đà là pháp môn tu tịnh độ, là nương nhờ đó, mình niệm Phật nương nhờ đức Phật A Di Đà. Mà xin thưa quý vị á, cái đức Phật A Di Đà, cái công đức của ngài á, không có thể nào mà chúng ta diễn tả bày tỏ và ca ngợi cho hết cái công đức của ngài được. Thì A Di Đà là vô lượng thọ, A Di Đà là vô lượng quang, A Di Đà là vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là nó diễn diễn ra trên cõi đời này, nó không có mất được. Cũng như là pháp môn, pháp môn nghĩa là cao thượng của đức Phật đã bày ra diễn tả như chúng ta biết đó. Thì cái pháp nhãn tàng nét là nhị tâm hồi lúc đó, nghĩa là ông Ca Diếp đức Phật giơ lên cái bông sen mà ông Ca Diếp ông miệng cười lên chỗ cho, thì đức Phật nói rằng ta có một cái pháp nhãn tàng nét là nhị tâm thật tướng vô tướng đó. Bây giờ ta truyền cho ông Ca Diếp để làm ngôi tổ chức đức. Thì thưa quý vị, nói tới mấy cái này là cả bao nhiêu tiếng đồng hồ đã rất không thể nào diễn tả cho người được. Thì thôi bây giờ để nhắc nhở cho bà con mình đi lễ vào cái mùa xuân năm dần này nó là như thế nào, thì chúng ta thấy những cái chương trình mà nó nóng bỏng những cái thời cuộc đó, thì chúng ta sẽ biết sao mỗi năm người ta không có đi như vậy, mà năm nay sao mà người ta đi chen chân không lọt, vô cửa mà vô người ta đóng tiền bây giờ ngăn cách rồi người ta đi, bây giờ là cái núi mình chơi sao, là nguyên nhân gì đó, nguyên nhân muốn tìm một cái đạo đó, muốn trở lại một cái nguồn gốc xa xưa. Mà những người đi đoàn là những cái người có cái chí mạng cũng như là các cái đệ bắt đường như đó hướng dẫn đoàn đi để lên trên này nhắc nhở đạo đức, để nói lên để cho quý vị về ráng mà cúng lại, ráng mà tu hành trong những cái thời kỳ năm qua đại hậu này, để tâu lục đó là bảo lục tới, nghĩa là cái trận đại hồng chiến này sẽ quét sạch hết, nghĩa là không còn một cái vấn đề gì nữa. Đừng có nói tới nhà cửa danh vọng vợ con tiền tài đất cát ruộng vườn gì nữa thôi, nhiều trâu đi. Kính thưa quý vị, thì đạo pháp thì nó rất là dài và nó rất là thâm sâu, tôi muốn nói nhiều lắm nhưng mà không có thời gian, thì tôi cũng nhắc nhở với quý vị bao nhiêu lời đó để làm kỷ niệm trên chuyến núi đi Du Sơn. Thì tôi thưa tất cả quý vị, thời gian nó không còn nữa, tôi xin kết thúc ở đây. Trước khi với đàn cũng không quên cầu chúc cầu nguyện ơn trên gia hộ cho tất cả quý vị nè, đi một chuyến này về thân tâm thường an lạc, đạo quả chống duyên hành và tinh tấn tu hành cho kịp cái thời kỳ Long Hoa đại hậu, đó là vỗ tay quý vị ơi. Cảm ơn chú nói lời thì đàn tiếng Ngọc của thầy, cảm ơn chú rất nhiều.